Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hậu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha. Trên mặt tiền tỉnh lộ 877 này, mai mốt nó sẽ làm thành tỉnh lộ 864 nha anh chị. Ngay chỗ này, cách trường chợ, cách quỹ ban đồ ra từ 3 cây tới 3 cây rưỡi số nha. Đó, thì chỗ này có một mảnh đất mặt tiền 449 mét vuông, coi như là 1 mét nữa là 450 mét vuông mặt tiền luôn. Có 100 mét đất ở nông thôn rồi, còn bao nhiêu là cây lâu năm nha. Em đi qua đây nè, em quay vô đây nè. Chân xe đó, đây cái mảnh đất chỗ này nha. Từ cái điểm này, từ bên đây nè anh chị, từ bên đây đi qua đây là 6m 75, phía sau nở hậu là 8m rưỡi, chiều sâu vô á là 56m anh chị, chiều sâu vô là 56m. Đất nền thì nó cao hơn mặt đường rồi. Chút xíu em bay cái live cam vòng vòng khu vực để em quay cho anh chị coi có cái gì nha. Đi, đưa cái máy đây anh cầm, anh vô trong anh quay cho. Ở cái mảnh này nè, để em coi cái hướng gì. Hướng Bắc nha anh chị, hướng Chánh Bắc. Đất cao ráo rất là đẹp. Cái mảnh này thì chủ kêu giá là 1 tỷ nha. Phía sau nở hậu ra 8 mét rưỡi nè. Để khu vực đây bên hông cũng nhà cửa. Đây là tới phía sau mình luôn. Mình đất trên đất mình thì có mấy cái dừa thôi. Đất thì xe máy múc nó vô nó san lấp là đất dẻ rồi. Xung quanh có hàng rào rồi nha. Ở xung quanh thì nuôi mấy con gì, nhưng mà em nuôi mấy con gà. Chắc em nghĩ là nuôi gà đá đó anh chị. Nuôi gà đá thì nó cũng không có hôi. Em ở đây là chủ người ta nuôi gà đá nên không có hôi nha. Gà đá thì người ta chăm sóc rất là kỹ, với phần người ta nuôi số lượng có hạn thôi nên không khí cũng rất là ok. Đây nè, bên hông đây có căn nhà vườn. Tổng diện tích là 449 mét vuông, đất hướng Bắc, có 100 thổ cư. Chủ kêu bán với giá là 1 tỷ nha. Đối diện mình là cái công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Hương Hòa, sản xuất Lục Bình, đang tre ở đâu đó. Khu vực đây em thấy nhà cửa cũng rất là nhiều. Ở đây thì về thành phố Hồ Chí Minh 1 giờ rưỡi đi xe nha. Đi ra quốc lộ 50 á là 9 km, đi ra thị trấn Vĩnh Bình á là 8 km. Cái hướng này thì anh chị chạy về thị xã Gò Công nè, cuối con đường này là về thị xã Gò Công. Còn cái hướng này á, cuối con đường này thì anh chị chạy ra cây xăng Mười Công, ra cầu Bình Phan, lên khu công nghiệp Bình Ninh chợ gạo rồi luôn. Rồi thì để em bay cái live cam lên quay cho anh chị mình coi nha. Rồi thì đây là cái hình ảnh trên live cam em gửi đến anh chị. Cái hướng này nè anh chị chạy về thị xã Gò Công nha, ra quốc lộ 50 cũng được. Anh chị đi vài cây số là tới thị xã Gò Công. Phía sau mình là cái sông Vàm Cỏ.
còn gọi là sông Mekong đó anh chị, chính nhánh sông Cửu Long đó, ở phía sau mình cũng rất là xa ha, tại em bay live cam lên anh chị thấy rõ đó. Thì cái hướng bên đây thì anh chị chạy lên chợ Cá Chốt, lên khu công nghiệp Bình Ninh và ra quốc lộ 50, ra cây xăng Mekong. Rồi thì đây là cái cận cảnh cái miếng đất của mình nha. Đó, từ trên cao nhìn xuống. Ở đây là em đứng ngoài trước miếng đất nè. Em sẽ bay vô trong, em quay cho anh chị mình coi. Tổng diện tích nó là 449m, bề ngang 6m73, phía sau nở hộ 8m rưỡi nha. Chiều sâu vô là 50 mấy m, 56m. Con trăm thổ, chủ bán 1 tỷ. Xung quanh đây đất rất là cao nha. Đất mình thì dễ rồi, tại vì xe Kobe nó vô nó dậm thì rất là dễ, nên em đi nó không có lúng. Xung quanh mình là hạt dừa, không có mã màu gì hết á. Đây là khu vực nhà cửa nè. Nhà cửa đây rất là đông. Đối diện mình là có một cái công ty rồi, công ty đang tre Lục Bình để xuất khẩu anh chị. Mảnh này thuận tiện cho anh chị về làm nhà vườn nghỉ dưỡng ở. Cận cảnh khu vực nè, nhà cửa cũng rất là đông ha. Cái đường này là đường chuẩn bị mở rộng ra mỗi bên 2m á. Người ta sẽ đổi tên thành tỉnh lộ 864. Nhưng mà người ta chưa có làm tới đâu, chắc cũng cỡ 1-2 năm, vài năm nữa mới làm tới đó anh chị. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video nha. Anh chị nào mua liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em.